Toàn dân bất mãn với chế độ Việt Cộng, tôi chỉ ngón tay trỏ vào bộ mặt gian manh, điếm đàng của thằng khỉ đầu đàn Nguyễn Phú Trọng và nói thẳng, mày làm việc chủ tịch quốc hội, rồi bí thư thành ủy Hà Nội, rồi ba nhiệm kỳ tổng bí thư chủ tịch nước. Suốt trên 20 năm trời, mày giữ những chức vụ cao cấp nhất, mày đã làm gì được cho quê hương Việt Nam? Chỉ thấy mày càng đốt lò chống tham nhũng thì cán bộ Việt Cộng của mày lại càng tham nhũng hơn nữa. Nếu tát được vào mặt mày, tao cũng sẽ tát một bạt tai cho mày tỉnh ngộ. Tội ác của mày đang gây ra đối với dân tộc Việt Nam như thế đã quá lớn rồi. Dân người ta nhìn vào công an, cảnh sát, cán bộ hành chánh và những cấp dưới quyền của Trọng là biết thằng Trọng tham nhũng như thế nào rồi, nhìn con sẽ biết cha, nhìn đệ tử. Nhìn thằng đàn em Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn một bữa bò rát vàng trả tiền 51.000 đô la Mỹ sẽ biết thằng đại ca Nguyễn Phú Trọng của nó như thế nào. Tôi có thể khẳng định, toàn dân đang bất mãn với chế độ Việt Cộng. Ai cũng biết mà, độc tài, độc đảng cai trị dân, lấy cơ chế nào để giám sát quyền lực đây? Quyền lực không bị giám sát, đương nhiên sẽ sản sinh ra tham nhũng. Thằng tham nhũng nhất phải là thằng Nguyễn Phú Trọng vì nó mang chức vụ cao cấp nhất. Nó là thằng tham nhũng quyền lực. Còn kinh khủng hơn tham nhũng gấp 10 lần hay gấp 100 lần mới đúng. Nếu nó liêm chính, trong sạch, nó đã bị đá văng ra khỏi hệ thống tham nhũng từ lâu lắm rồi. Không bao giờ nó leo lên được chức tổng bí thư. Người ta biết rõ nó là thằng tham nhũng mới mang một vali tiền đô để hối lộ nó. Nhưng nó bảo nó không nhận, mang về đi. Vậy là nó mang tội đồng lõa, không tố giác tội phạm rồi. Nó như con chuột đang kể chuyện trong sạch nhưng lại lòi cái đuôi tham nhũng ra mà nó cũng chẳng để ý, chẳng biết. Theo tin từ nhiều báo mạng trong nước, nhiều cán bộ cao cấp Việt Cộng đã bị bắt giam vì liên quan đến vụ án công ty Việt Á bán test kit giỏm để hại chết trên 3 vạn dân Việt như sau. Một, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Hai, ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ba, ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. 4. Ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cùng với 4 nhân vật trên, Ủy ban Kinh tế Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Đảng ủy viên Học viện, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa dược, Phòng trang bị vật tư, Học viện Quân y, kỷ luật khiển trách đối với Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư chi bộ, Tổng hợp kế hoạch thanh tra, Chánh thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, chi bộ Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ khỏi Đảng đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng trang bị vật tư, Học viện Quân y. Tổ cha mấy thằng Việt Cộng hết cảnh cáo kỷ luật rồi khai trừ ra khỏi đảng để trở thành dân thường, sướng đê mê luôn. Còn dân phải ở tù chết cha chết mẹ luôn. Vẫn còn ở mãi trong tù. Hèn gì ai cũng muốn vào đảng cướp cộng sản. Lại thêm hai tên tướng bị kỷ luật nữa là Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự. Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và ông Trịnh Xuân Hồng, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Nguyễn Phi Hùng. Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Nguyễn Văn Ổn, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu. Tổng cục Hải quan UBKTT quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Ngô Văn Thụy, nguyên bí thư chi bộ, nguyên đội trưởng đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Và 28 cán bộ khoa học công nghệ và Bộ Y tế cùng liên quan tới vụ án Việt Á mà cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam để có thể kỷ luật. Bà mẹ nó mấy thằng Việt Cộng sao mà sướng thế? Dân thì bị bản án tù hàng chục năm trời, còn chúng nó chỉ bị kỷ luật. Cha sanh mẹ đẻ tôi cũng chẳng hiểu nghĩa của kỷ luật là như thế nào. Như Trường Chinh bị kỷ luật rồi lên chức chủ tịch nước. Như Trương Tấn Sang cũng bị kỷ luật rồi lên chức chủ tịch nước. Bà mẹ nó, mấy thằng Việt Cộng rất ác ôn và đều cáng toàn là những tên bị cảnh cáo và kỷ luật. Nói thiệt nha, mình cũng chẳng biết cảnh cáo là cái quái gì luôn. Chắc nghĩa là thôi nha em cứ vi phạm tiếp tục đi, không sao đâu, mai mốt còn lên chức lớn hơn. Từ từ sẽ được như Trường Chinh và Trương Tấn Sang. Tổ cha mấy thằng Việt Cộng chúng nó là như thế đấy, bao che cho nhau. Các bạn biết đấy, người mà tôi hằng mong đợi chính là thằng khỉ đột Nguyễn Phú Trọng. Nó là nhân vật chính phải bị bắt vì nó đã tặng bằng khen thưởng cho công ty Việt Á và vì nó vừa mang danh tổng bí thư. Kiêm luôn chức chủ tịch nước, chính bằng khen thưởng của nó đã tạo nên sự tin tưởng cho mọi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mới cùng thổi phồng giá của Test Kit. Hàng ngàn tỷ đồng của dân đã chạy vào túi cán bộ. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vì nghĩ rằng có trọng chống lưng. Tội ác của nó rành rành như thế mà hôm nay nó vô tư, không nằm trong danh sách bị tóm cổ. Hiện tại nó vẫn còn tự cao. Tự đắc vì nghĩ rằng mình là cấp cao nhất nên không chịu rút lại bằng khen thưởng. Kế đến, người đại gia bạc tỷ là Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Tên đã từng bán chui hàng triệu cổ phiếu hồi 2017 rồi. Bây giờ tiếp tục làm bậy lần nữa năm 2022 nên chỉ mới bị tạm giam thôi. Nó tính hốt cú chót trước khi thị trường chứng khoán bị sụp đổ. Sẽ làm nền kinh tế sụp đổ theo. Nói thật nha, nãy giờ tôi đọc báo Việt Cộng như đang bị tẩu hỏa nhập ma. Toàn là thứ cảnh cáo kỷ luật khai trừ đảng mà đưa lên mặt báo để làm gì chứ? Tên nào cũng chức vụ lớn kinh khủng mà chẳng thấy tên nào bị đi tù dù chỉ một ngày, sướng thật. Hèn chi chẳng thằng nào biết sợ, cứ tham nhũng, hà hiếp dân, đánh chết dân cũng chẳng sao cả. Chẳng thằng nào ở tù dù chỉ một ngày, sướng tê người để tiếp tục làm bậy. Càng đọc báo tôi càng giận, càng ghét đắng, ghét cay cái thằng khỉ đột Nguyễn Phú Trọng đã làm hại nước, hại dân.